Xin chào các bạn đang theo dõi video trên kênh YouTube Du lịch Khám phá 9X Studio. Trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tới tham quan ngôi chùa Tiên Hương, thuộc xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, là ngôi chùa nổi tiếng trong quần thể di tích Phủ Dây ở tỉnh Nam Định. Hãy đi vòng cả bên dưới tham quan, bên dưới rồi lên tháp. Năm ngoái mới lên tháp lần rồi này, nhớ chưa? Bình thường người ta đóng cửa, bố con có vào đâu. Đây Đức Phật Thích Ca đấy. Có trèo lên trên gác không? Cao lắm đấy. Vừa đi vừa nghỉ. Xây dựng vào năm 2010, vào dịp đại lễ nghìn năm Thăng Long, với lối kiến trúc truyền thống của Việt Nam, với hệ thống tượng Phật được tạc khéo léo sinh động, sơn son thiếp vàng đồ sộ. Cùng với đó là những đường nét chạm trổ hoa văn tinh tế trên kèo cột, các thành ngang. Điểm đặc biệt nhất tại ngôi chùa này chính là tòa tháp Hòa Bình. Được thiết kế theo phong cách truyền thống của chùa tháp Việt Nam, cao 61m, gồm 13 tầng lầu và 1 tầng hầm. Đến thăm quần thể danh thắng Phủ Dây, người ta có thể nhìn thấy tòa bảo tháp từ xa vài km. Với chiều cao như vậy, đây là tòa tháp Phật giáo cao nhất nhì Việt Nam thời điểm hiện tại. 13 tầng hầm. Niết bàn chứ phải Đức Phật nằm ngủ. Cao 61m, bảo tháp Hòa Bình ở chùa Tiên Hương, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định là tòa tháp Phật giáo cao nhất nhì Việt Nam hiện nay. Đây là một ngôi chùa nổi tiếng trong quần thể di tích Phủ Dây ở tỉnh Nam Định. Bảo tháp có chiều cao 61m, gồm 13 tầng lầu và 1 tầng hầm. Diện tích mặt sàn là 2.100m². Tháp được thiết kế theo phong cách truyền thống của chùa tháp Việt Nam. Nếu có dịp mời các bạn hãy đến với chùa Tiên Hương để thưởng thức vẻ đẹp mộc mạc, trầm lắng của chốn Bồng Lai này. Trước xưa là người ta biết sai, phải gọi là tổ huyết sơn, tức là khi Đức Phật.
lắm. We'll be right back.